What's up, YouTube? Welcome back to the channel. How y'all doing, man? As I can see from the title, damn, I got Benz, you know what I'm saying? And one of his artists, I'm pretty sure, they did like a live performance, live stage performance. So we finna check it out, man, you know what I mean? We finna go crazy, we finna check it out. So if you're new, subscribe, turn your notification. There's gonna be more reaction coming your way, so stay tuned for that, man. I'm not gonna talk too much, man, you know what I mean? I'm not gonna really talk too much, but you know how it goes down, man. You know how it goes down. So hey, subscribe, turn your notification, do all that. I love y'all. Let's get straight to it, man. I'm very excited for this one. I haven't seen Benz perform for a long time now. So let's go, man. Let's go. Không phải để chán chừ, áp lực giờ nhân hai, mùa này anh gắn thử, vì tin đã hy sinh, sót lại một thánh nữ, bản make up của chương trình, có vẻ sẽ khó dự, sôi bài đã bỏ ngang, trận chính này dở dang, wow, anh tu mặc vẫn đang nhang, nhạc căng mà vẫn sang, hold on, slow music anh tu trận này là impossible. Thịt chiến xong lần đây anh đang gầu về cũng khó để cốt. Trái cách thần niên muốn đối với phải thì mình phải tìm thêm một bài đã có thêm để hết. Anh tôn thờ chỗ trống và im lặng là vàng nên anh luôn nhiều tài sản. Nếu vẫn chưa thấy thuyết phục em có thể Google tìm thêm dấu phẩy của anh. Ra chọn cuộc chiến bên ngay thân nhất dù trận đấu này đầy quái vật bù quan. Do it for the team, yeah we do it for the team. Do it for the team, yeah we do it for the team. What we do? Do it for the team, yeah we do it for the team. Kelly, hold on. Em cứ tập trung tỏa sáng. Còn mấy anh trên này để ăn. Nhờ camera zoom vào Carrick để mọi người thấy là miệng vẫn ăn. Ủa anh ơi, anh ok đi bên giao cái chuyện đó. Đâu? Từ khi nào anh thấy? Anh không biết. Nhưng nếu ông có cả thế giới, cháu sẽ thuộc về em ngay. Không riêng như Mai âm nhạc. Nên không diss thì vì anh thích thì. Và anh thích khi gào thét nhưng ta chắc vô chung kết nên anh thích nghi. Em thích thì. Thật ra chỉ thích ông guitar ngồi ghi hát la. Mà anh tu qua con beat cho em giết đi. Rồi sao nữa? Em phải nghe cô xa xa để anh thêm nghe được rõ em đang viết gì. Thì mình cũng căng bằng không thể. Và trời một công bằng không thể. Anh lên đây cho xong công việc. Thật ra em không mong không biết. Thôi thì tạm gác lại khác một tiếng không. Em mong anh vẫn được tiến công. Bồng sơn có gì anh biết không. Khi còn em cứ việc kiếm anh. Do it for the team, yeah we do it for the team. Do it for the team, yeah we do it for the team. Do it for the team, yeah we do it for the team. Do it for the team, yeah we do it, do it, do it. We do it for the team. Người ta do it for the game. We do it for the hook. Người ta do it for the fam. We do it for the culture. Người ta do it for the cam. Fight it forever live. Even when the show is end. What? Come on, man. That's crazy. Yeah, I haven't seen Benz before for a long time, so it feels really good just seeing him. I mean, like, yeah, this is a banger for real. Like, they did this. Proud of them. I'm proud of them. Trời ơi, hơi ngắn, sao cái đoạn này là phải chửi nặng hơn nữa. Em cũng đang chờ anh à. Ừ. Nhưng mà em không thấy điều đó xảy ra. Tại sao tới đây mà dừng được, trời ơi, bắn khói, ngập thở không can. It's gonna be really hard to beat this, so man, I don't know, people gotta come correct. Cả một cái cục đau khổ to đùng ở trong lòng ấy, ai biết được. Nghe lời nghe có vẻ dễ hơn lắm. Thôi bây giờ Bin nói thẳng đi, là Bin có thật như vậy không hay là nó còn hơn những gì Bin vừa hát? Em làm nhẹ mọi thứ lại. À vậy đó. Để cho nó dễ nghe. Cho dễ nghe chứ. Còn nếu khó nghe mình phải làm sao nhỉ? Cái rít người ta hát hay vậy mà vẫn ăn thế nhỉ? Ừ.
Em nghĩ sao về tiết mục vừa rồi? Em thích à? Tại vì lâu lắm mà em mới được nghe Bin gằn giọng như vậy và cháy như vậy. Nhưng mà rõ ràng nha, hôm nay Bin rap với một đẳng cấp rất khác nha. Một cái flow rất là biến hóa và thái độ mọi thứ rất là khác luôn. Người ta phải cảm xúc thật thì người ta mới... Phải là có cơn giận, phải có khó khăn thì người ta mới rap hay được như vậy. Có chất xúc tác. Nhưng mà cũng khổ thân. Nhìn bây giờ sân khấu nguyên một team kiểu lực lượng hùng hậu, mà đúng hai chiến sĩ bế nhau về. Cảm thấy rất là thương cảm với những gì mà Binz đã hứng chịu, không chỉ là những tuần vừa qua. Từ đầu vào là nó như kiểu một buổi hòa nhạc tưởng niệm, xong rồi các thanh niên đưa Binz lên để hát cho team mình như thế, thì em cảm nhận thấy những cái điều mà Binz giấu kín từ những cái vòng vừa rồi đến bây giờ mới được bung ra như thế, thì em cảm thấy là khá khớp với cả nội tâm mà em đang cảm nhận từ Binz. Thực sự là cái khúc mà cậu nói thích tí xem. Không biết tí về thích tí. Cái nụ cười bẽn lẽn của cậu tớ khả. Bro, she's so pretty, I'm not gonna lie to you. Bro, I'm not gonna lie. Cái nụ cười. I'm not gonna lie, she's so pretty, bro. I'm not gonna lie. Is this Kelly? I'm not sure if this is Kelly. I think this is Kelly though. Yeah, bạn lẽ của cậu tớ khá là cảm nhận được. Thank you, man, rất nhiều. Quý thích sao quý? Cái bài này của Bin là em không ngờ tới luôn á. Và ban đầu á, em suy nghĩ là em tưởng là Bin và Kelly sẽ làm một cái bài tình cảm. Yeah, it's Kelly. I knew it was Kelly. I thought I forgot her name or something. But damn, Kelly's beautiful, bro. Kelly is beautiful. Xong rồi Bin hả dàn lực lượng ra kiểu như baby gangster. Lâu lắm tôi mới thấy Bin thái độ như thế. Đúng nha. Rồi, đúng rồi. Bé này vuốt đuôi cũng hay luôn nha. Dạ. Hay nói gì là em hô hào liền. Dạ, bây giờ cái đó rất là nguy hiểm luôn. Nguy hiểm lắm. Dạ. Một cái người mà bị người khác tấn công ram tới sao? Rất là khó nói cả. Làm sao nói được? Dạ. Thật thì cần rất là nhiều thứ để mà một người luôn luôn lịch thiệp, nhã nhặn và nhường nhịn tất cả mọi người như Binz nó đứng trên sân khấu và giải bày ra cái nỗi lòng này của mình. Em là một người ngồi bên cạnh và thường xuyên tiếp xúc với anh Binz thôi, nhưng bản thân em chỉ hiểu được một phần nhỏ những gì mà anh Binz phải trải qua. Tất cả những cái cảm xúc đấy nó dồn nén vào trong con người anh Binz, và mãi đến hôm nay anh Binz mới bắt đầu thể hiện ra. Nó khiến em ngồi xem tất cả những tội lỗi mà mình đã đắc tội với ông anh của mình như thế nào. Không, nhưng mà tôi rất là thích cách mà khi đàn ông sắn tay áo lên nói chuyện như thế thì... But I'm not gonna lie, they really did the thing, I'm proud of them, you know what I'm saying? Big shout out to Binz and Kelly, man, you know what I mean? Like, hey yo, Kelly, if you're watching this, Kelly, like, if you're watching this, let me do this real quick. Kelly, if you're watching this, man, yo, hit me up, like, you feel me, like, hit me up, maybe we can do a little song, you dig, FK Gang, man, hit me up on my Instagram, that's official, the link is down below, description, you feel me, and everybody else, man, you dig what I'm saying, if you still haven't followed me on my Instagram, go ahead and go do so, the link is down below, that's official, 2 hours, you dig, so go follow me, go show support, you dig what I'm saying, it would mean the world to me. But yeah, if you're new, subscribe to the new post vacation. There's gonna be more reaction coming your way, so stay tuned for that. You get what I'm saying? Let me see. Let me just fix this real quick. Yeah, this is my Instagram. You get what I'm saying? So go support, go follow me. I just official 2 L's, man. That's me right there. You get what I'm saying? I love y'all. I appreciate y'all. I thank everybody that's showing the love, support. Share this video, leave a big fat thumbs up, and request down below into the comments section which other like video you want me to react to. You deal what I'm saying? I ain't finna talk too much, man. It's supposed to be official 2 L's, and I'll see you guys in the next one, man. Go follow me on my Instagram, man. The link is down below. I'm out.